Kính thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Kính thưa quý vị, tuần này chính quyền địa phương tại thành phố Sài Gòn đã tuyên bố là chưa có dùng thuốc vaccine của Trung Cộng và sẽ chích cho người dân những thuốc của nước Mỹ, chẳng hạn như là Pfizer hay là Moderna, phần lớn là Moderna, và thuốc của Anh là AstraZeneca. Và điều đó đã khiến cho một số những cái dân chúng ở tại thành phố hưởng ứng và họ đã được đi chích ngừa. Như quý vị đã biết, trong tuần trước thành phố Sài Gòn tuyên bố là đã có về 5 triệu liều thuốc được sản xuất bởi Trung Cộng do công ty Sinovac, và những cái thuốc này dự trù sẽ chích ngừa cho người dân ở Sài Gòn. Tuy nhiên, vì những cái tin tức người dân Sài Gòn đã hiểu rõ cái tính chất hiệu nghiệm và cái tính chất nguy hiểm của cái thuốc vaccine Trung Quốc đã xảy ra tại 5 cái quốc gia mà sử dụng thuốc chích ngừa Trung Quốc nhiều nhất, đặc biệt là tại Nam Dương và tại Chile cũng như tại quần đảo Seychelles ở bên Phi Châu, và cái số người chích ngừa thuốc Trung Quốc đã chết rất nhiều, đặc biệt là những người bác sĩ ở tại Nam Dương cũng như là cái người đứng đầu cái chương trình phòng chống đại dịch tại Nam Dương đã chết sau khi chích ngừa thuốc Trung Cộng. Và điều đó khiến cho người dân thành phố Sài Gòn cảnh tỉnh và họ đã phản đối cái đường lối của chính quyền địa phương và Trung ương Việt Nam dự trù đem thuốc tàu về chích cho dân Sài Gòn, trong khi đó thì thuốc Âu Mỹ chích ở tại Hà Nội. Vì cái phản ứng báo chí cũng như là phản ứng của người dân, và sau đó thì chính quyền địa phương phải nhượng bộ, và hiện nay thì Sài Gòn đã được chích thuốc ngừa Âu Mỹ và đồng thời đã tuyên bố rằng là thuốc chích ngừa vaccine của Trung Cộng chưa được thử nghiệm, do đó chưa được chích cho người dân Sài Gòn. Vâng. Ở Việt Nam thì hiện nay bây giờ chích những loại thuốc như là Moderna, Pfizer và AstraZeneca, thì chúng ta biết rằng AstraZeneca là thuốc của Anh. Hồi đó khi mà Anh Quốc chế tạo đó, thì AstraZeneca nói rằng có khả năng để chống lại cái con virus biến chủng, không biết là có phải là con Delta hay không. Tuy nhiên thì cái AstraZeneca có ở ngay như là Đại Hàn ấy, người ta cũng dùng AstraZeneca, chích AstraZeneca cho những người sau trên 65 tuổi, chứ không phải là chỉ có những người ở dưới 65 tuổi. Và ở Việt Nam thì miền Nam có một số người mà trên 65 tuổi vẫn chích được, người ta vẫn chích AstraZeneca. Vâng. Trước cái tình hình bệnh dịch ở tại COVID-19 đang lây lan ở tại các cái trại giam, thì gia đình của các cái người tù lương tâm đã bày tỏ cái sự quan ngại về việc chăm sóc y tế trong cái chốn lao tù của Cộng sản ở tại Việt Nam. Ngoài ra, các gia đình này đã kêu gọi chính quyền phóng thích tất cả những tù nhân chính trị và tôn giáo vì họ vô tội. Đơn cử bà Nguyễn Thị Chương là vợ của ông Trần Đức Thạch, là một nhà thơ, vì bất đồng chính kiến cho nên đã bị giam cầm tại trại 5, huyện Thống Nhất, tỉnh Thanh Hóa, đã cho báo chí ngoại quốc biết rằng: tôi rất lo ngại vì bệnh dịch. Ở ngoài thì tôi còn lo, còn ở trong tù chắc chắn là họ không lo được như ở ngoài. Hiện giờ thì bà nói rằng hiện giờ ông chồng của bà là ông Thạch đã có 4 bệnh, thứ bệnh toàn là bệnh nền. Và bà đã yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho ông Trần Đức Thạch về. Ông Trần Đức Thạch, 70 tuổi, hiện đang thụ án 12 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Một người khác là bà Lê Thị Thập, vợ của ông Lưu Văn Tịnh, người hiện thụ án tù tại Gia Trung, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, cũng cho báo chí biết rằng đây là một cái sự lo lắng chung của tất cả những cái gia đình chứ không phải riêng gì gia đình của bà.
Hiện giờ thì ở đây an tâm nhưng chưa biết một lúc nào đó bùng phát dịch bệnh và bị lây nhiễm trong môi trường ở tù thì rất là nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn ở bên ngoài nhiều. Ông Vịnh năm 2018 bị tuyên án tù 15 năm cũng với cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Có một người thôi mà lật đổ cả một cái guồng máy cộng sản. Rất là funny thưa quý vị. Một người tù nhân khác là ông Trương Minh Đức có bà vợ là bà Nguyễn Thị Kim Thanh cũng đã lên Facebook và nói yêu cầu các nhà cầm quyền nên trả tất cả những tù nhân chính trị ra khỏi trại giam để trở về với gia đình vì chồng con của chúng tôi vô tội và không phải đáng chết oan ức tại các cái trại giam. Thì như quý vị đã biết, ký giả Trương Minh Đức bị bắt từ hồi tháng 7 năm 2017 và đang thụ án 12 năm tù với cái tội cáo buộc lật đổ chính quyền, bị giam tại giam số 6 Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Riêng tại miền Nam thì ở tại tỉnh An Giang, ông Nguyễn Hoàng Nam, một tù nhân tôn giáo, vừa rời trại giam Xuân Lộc Đồng Nai sau khi thụ án 4 năm tù với cái tội cáo buộc là gây rối trật tự công cộng, cũng cho báo chí biết nếu dịch lây lan ở các trại giam thì không có phương cách nào cứu chữa, chúng ta cần vận động để nhà cầm quyền thả các tù nhân tôn giáo và tù nhân chính trị vô điều kiện. Vấn đề thuốc men ở trong nhà tù không được bảo đảm cho các tù nhân, nếu bệnh dịch vào thì nằm chết luôn. Thưa anh. Vâng. Chúng ta biết là ở bên bây giờ bên Hoa Kỳ hoặc các nước tự do khác thì người ta tù là một trong những cái chúng ta gọi là đối tượng để mà chích ngừa, bởi vì trong phạm vi nhà tù nó chật hẹp. Tù nhân bị lây có thể bị lây dễ dàng, và đằng này ở tại Việt Nam ấy, thì chúng ta lại thấy nguy hiểm hơn nữa, bởi vì ăn uống ở các trại của những người tù nhân ở Việt Nam không đủ, rồi đồng thời thì chúng ta biết rằng đa số tù lớn tuổi mà bị có nhiều bệnh khác nữa, cho nên ở trong tù đó, thì chắc chắn mà bị lây nhiễm ấy, thì dễ dàng chết vô cùng. Đó là lý do mà những người tù ở Việt Nam bây giờ là một trong những cái người mà đang gặp rất nhiều những nguy hiểm, vì đại dịch nó bắt đầu nó bùng phát tại chính nhà tù. Vâng, đó là những người ở tù. Còn bây giờ kể mấy ông ở Việt Kiều, tức là một số các cái ông công dân Mỹ mà hiện giờ mấy ông thứ nhất là chưa về Việt Nam ở vì lý do này vì lý do khác. Có nhiều ông đi về đó bên này kiếm công ăn việc làm không được, hay là làm một thời gian không thành công rồi chạy về. Tôi cũng biết ông này, ông là từng là bạn đồng môn với tôi lúc còn tiểu học. Ông cũng là có bằng tiến sĩ đàng hoàng thưa quý vị. Năm nay ông cũng 74 tuổi. Và một số những cái ông khác nghĩ rằng khi có quốc tịch xong rồi thì về Việt Nam và họ sẽ được những cái đặc lợi và cuộc sống của họ nó vua chúa hơn là ở tại xứ Mỹ. Thì trời bất dung nhân đảng là mấy ông Trung Cộng, ông thả cái con virus ra. Thì bây giờ mấy ông nó kẹt ở bên đó và không có thuốc chích. Một số các cái ca sĩ thì may mắn mua được vé máy bay chạy về đây chích thuốc. Thì như quý vị cũng đã biết, báo chí đăng rồi. Thì những cái số, một số công dân Mỹ này đã bày tỏ với cái những cái báo chí quốc tế nói rằng là họ rất là bất mãn và thất vọng vì phái bộ ngoại giao của Mỹ là một cường quốc số 1 trên thế giới đã không có chương trình tiêm vaccine COVID dành riêng cho họ. Thưa quý vị, ở tại Việt Nam thì tòa đại sứ Pháp đã chích thuốc cho những người công dân Pháp nào hiện đang ở tại Việt Nam họ chích AstraZeneca hay là Moderna v.v. Một người công dân Mỹ 70 tuổi đã giấu tên, hiện đang sống ở Hà Nội, thì cái hôm 9 tây tháng 8 nói rằng bản thân ông và một số kiều dân Mỹ khác không có cách nào để mà ghi danh, tức là đăng ký để tiêm vaccine qua phường xã nơi họ sống vì họ không có tư cách thường trú nhân ở Việt Nam. Tại sao họ không chịu nạp và cúng mấy cái ông Franklin Roosevelt vô thì mấy ông đương nhiên có giấy liền chứ có gì đâu, đi
để ông Roosevelt, Franklin Roosevelt đi trước, ông Benjamin đi trước và mấy ông đi sau thì chắc chắn là có giấy. Trong khi đó thì theo lời thực của ông này, cách đây nhiều tuần ông và những người bạn Việt Kiều Mỹ đã đăng ký tiêm vaccine qua một ứng dụng trên điện thoại của Đại sứ quán Mỹ với nhiều tin tưởng và hy vọng. Tuy nhiên cho đến nay họ vẫn không nhận được hồi đáp gì từ cơ quan đại diện của tòa đại sứ Mỹ. Còn ngày 9 tây tháng 8 thì một ông công dân, ông này tên là Nguyễn Trí Hiếu, 74 tuổi, đã xác nhận rằng phái bộ ngoại giao Mỹ, đặc biệt là tòa tổng lãnh sự tại thành phố Sài Gòn, cho biết là tòa tổng lãnh sự hoàn toàn không có chương trình tiêm vaccine cho kiều dân Mỹ. Và ông Hiếu nói là ông đã gọi lên tòa lãnh sự quán nhiều lần nhưng mà ở đó trả lời là chúng tôi không có chương trình tiêm chủng cho công dân Mỹ, và điều này khiến cho ông bất mãn. Một cái quốc gia hàng đầu về thế giới về dịch tiệm tiêm chủng cho nước Mỹ, bây giờ hơn 50% mà công dân Mỹ ở tại Việt Nam thì bị bỏ rơi. Một kiều dân khác là ông Bùi Kiến Thành, thì như quý vị cũng đã biết ông này là bác sĩ Bùi Kiến Thành, phải không ạ? Ông này là con của bác sĩ Bùi Kiến Tích. Ông này hiện nay 90 tuổi rồi, trước đây ông đã từng là một trong những chuyên viên giúp đỡ cho chính quyền cộng sản thực hiện những cái kế hoạch vào những cái thập niên 80-90. Thì hiện giờ ông chắc về hưu, ông ở tại Hội An. Thì ông nói là ông cũng chưa được chích ngừa vaccine vì Bộ Ngoại giao Mỹ không có chương trình gì đặc biệt. Và việc tiêm chủng của Việt Nam thì cũng chưa có đến Hội An. Trên cái trang web của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội thì nói rằng chính phủ Mỹ không có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho công dân Mỹ là thường dân ở nước ngoài. Và Bộ Ngoại giao Mỹ đang làm việc với các nước khác để bảo đảm rằng mọi người dân, kể cả công dân Mỹ, đều có thể nhận vaccine thông qua chương trình tiêm chủng sở tại. Có nghĩa là họ có thể liên lạc với tòa đại sứ Úc hoặc là tòa đại sứ Pháp để cho những người này được chích ngừa, hay là tòa đại sứ Anh. Và đại sứ quán nói rằng công dân Mỹ hiện có mặt ở Việt Nam cần phải tiếp tục theo dõi những thông tin này. Thôi anh cho biết ý kiến của anh. Những cái người mà Việt kiều, gọi là người Việt ở Mỹ đó mà về Việt Nam ấy, thì chắc chắn là người ta cũng phải có tiền, nhưng mà có tiền rồi mà không biết thủ tục đầu tiên ấy. Khi mà biết thủ tục đầu tiên thì tương đối dễ dàng, vì có một số người mà tôi liên lạc ở Việt Nam thì thấy rõ điều là mặc dù không đủ, không đúng, không được ở trong cái diện được chích ngừa đó, nhưng mà khi mà người ta biết cái thủ tục đầu tiên như thế nào đó là người ta được chích rồi. Thành ra mấy ông này ở bên Mỹ nghĩ rằng mình theo đúng cái thủ tục ở bên Mỹ là cứ đăng ký rồi lần lượt ở tới mình, đó là sai hoàn toàn. Về tới Việt Nam là mình phải theo đúng cái luật lệ của Việt Nam, có nghĩa là ông Franklin hay là ông Washington đâu, nếu không có như ông đó thì khó lòng có thể được hưởng cái mũi chủng ngừa của Hoa Kỳ đi. Có một cái chuyện này nữa để trình bày cho quý vị. Chắc quý vị cũng đã nghe ở trên Facebook hay là tất cả bản tin tức. Nếu quý vị đọc tin tức và thông tin trực tiếp hay gián tiếp từ Việt Nam đi ra, thì kể một cái chuyện là có một cái ông bác sĩ, ông đã rút cái ống thở của bà mẹ của mình để cứu một cái người sản phụ sắp sinh, được chính quyền Việt Nam tuyên bố đó là cái tin xạo, tức là tin hư cấu. Nhưng mà cái bản tin này nó vẫn là một cái đề tài tranh luận dữ dội ở trên các cái mạng xã hội về phía cạnh đạo đức pháp lý. Mà trong hành động thì nhiều người nói cho đó là một cái hành động anh hùng trước khi được chứng minh là không có thật. Cái câu chuyện này bắt đầu được lan truyền trên mạng xã hội hôm 7 tây tháng 8, nói về quyết định của một cái ông bác sĩ có tên là Khoa, trong một cái hoàn cảnh phải quyết định giữa tính mạng của người mẹ ruột của ông và một người sản phụ sinh đôi tại một bệnh viện. Trong lúc chữa trị cho họ, cả hai đều mắc phải virus COVID,
người bác sĩ phụ sản đang làm việc ở tuyến đầu tại bệnh viện, một cái bệnh viện ở Sài Gòn, đã tự tay rút ống thở của mẹ mình để nhường chiếc máy thở, trợ thở khi người sản phụ ấy cần, vì ông cho rằng mẹ ông không thể nào qua khỏi cái cơn bệnh do cái con virus COVID gây ra. Một ngày sau thì cái câu chuyện này được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, kể cả những tờ báo có tiếng của chính quyền Cộng sản Việt Nam, với nói là nhường máy thở của người thân để cứu một sản phụ song thai. Thì chính quyền Cộng sản Việt Nam nói rằng đó là chuyện bà xạo, tức là hư cấu. Và có hai cái ông Facebooker đã đưa cái đó lên, đã bị nhà chức trách của thành phố Sài Gòn xử phạt mọi người, nộp phạt 5 triệu đồng vì lan truyền tin thất thiệt. Đấy. Vâng, cái tin này lúc đầu tiên là cũng anh có biết sôi nổi, vâng, là sôi nổi trong cái giới mạng xã hội. Tuy nhiên thì sau đó thì giới chức y tế ở thành phố Sài Gòn nói là chuyện nó không có thiệt. Vâng. Thì như quý vị cũng biết là ở tại Việt Nam trong những cái ngày gần đây đã ghi nhận con số lây nhiễm thường nhật lên tới gần 10.000 người và hàng trăm người đã chết trong một ngày. Phần nhiều được ghi nhận là tại thành phố Sài Gòn và những tỉnh lân cận như là Đồng Nai và tỉnh Bình Dương. Trong cái thời gian mà dân chúng đói, bị phong tỏa, bị giãn cách này kia, thì không có cái chuyện gì hết, thì cái chuyện này nó được thổi phồng lên là một cái điểm sáng để cho mọi người thấy cái câu chuyện này, mà lúc nhịn đói thì không biết mình có cái cảm tưởng đói như thế nào, và đó là cái điều mà khiến cho Sài Gòn nó sôi nổi. Không những chỉ sôi nổi về cái việc dân không có ăn, dân chúng mà phẫn nộ vì chính phủ hứa cho tiền nhưng mà không có lãnh tiền được. Quý vị thấy những người lớn tuổi đã chửi rủa một cách công khai ở trên các cái mạng xã hội, và họ cũng không có sợ chính quyền nữa, là bởi vì họ đã từng là những cái người cán bộ công bộc của nhà nước Cộng sản Việt Nam, mà bây giờ lúc họ đói chỉ có 1,5 triệu họ nộp đơn lên rồi. Những người này bây giờ đi làm nghề thợ hồ thì nói rằng ở trong danh sách không có là thợ hồ, là tại vì giấy tờ miền Bắc là thợ nê chứ không phải là thợ hồ, phải nói là thợ nê thì mới được lãnh tiền, nói thợ hồ thì không lãnh được tiền. Và đồng thời quý vị thấy những hình ảnh những cái hòm được các cái xe chở tới những cái nhà thiêu, và những cái nhà thiêu đã bị quá tải, và đó là lý do để tạo cơ hội cho những cái nhà quàng tăng giá cái tiền thiêu những cái người chết đối với thân nhân của mình. Vâng, và đặc biệt là trong cái dịp này đó, một những người sống qua ngày ở Sài Gòn bây giờ không có công ăn việc làm, không có tiền để mua thức ăn hoặc là để trả nhà trọ nữa, thành ra người ta phải đi bộ từ Sài Gòn về trở lại về quê, mà đi có khi cả hàng trăm cây số đi bộ. Nhưng mà cái đi dọc đường thì bị chặn lại, không cho đi về đó. Bị chặn lại và đồng thời đó, không có gì ăn, ngủ bờ ngủ bụi. Và khi mà người ta đỡ bị tập trung tại một nơi, khi mà người ta đi tại bị tập trung như thế đó, thì người ta lại lây lan bệnh nữa. Chính đó là lý do mà bệnh nó sẽ từ nơi này nó lây sang nơi khác và số lượng nó nhiều. Thì quý vị thấy cái cuộc di tản vừa rồi nó còn thảm hại hơn cái cuộc di tản của tổ tiên mình, mặc dù là lúc đó không có sử nhưng mà đã ghi lại cái thời Lạc Long Quân và Âu Cơ khi bị quân Tàu rượt ra khỏi động Đình Hồ, thì ít nhất hai ông bà còn chia ra mỗi người 50 con xuống biển và 50 con lên núi còn đi được, còn ở đây là muốn tha hồ, muốn chạy đi đâu chạy. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây.